Ok nha, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người lắp ráp. Thì đầu tiên anh em gắn cây cốt vào mặt thép cho mình. Sau đó gắn phần đỡ thân máy vào đây và siết con ốc đằng sau cho cố định. Xong mình xoáy con ốc này ra để bỏ thân máy chính vào. Anh em siết con ốc này lại cho phần giá đỡ và thân máy được cố định. Sau đó tới phần ráp mắt kính hiển vi. Bỏ hai miếng cao su này ra. Sau đó lắp vào đúng vị trí này và vặn ốc lại là xong. Bên kia mình làm tương tự và vặn ốc lại. Và gắn thêm hai đệm cao su để cho êm mắt. Mình lấy vít lục giác xả ra để gắn cái CTVX5 vào ở đây là hoàn thành việc lắp ráp kính hiển vi Lawi LVDUC TR02V3TV. Khi sử dụng anh em vặn cái lens bảo vệ này ra để dùng nhé, chứ không lại bảo sao tối quá không thấy gì lại đổ lỗi cho bên linh kiện Việt Phones bên mình. Anh em có thắc mắc gì thì về sản phẩm hoặc muốn sở hữu con kính hiển vi của hãng Lawi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho linh kiện Việt Phones bên mình nhé. Hiện sản phẩm đã có mặt tại linh kiện Việt Phones.